chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị xem chương trình hội luận hàng ngày của Đài Việt Face TV, những sự kiện về Covid-19 với anh Dũng, Thanh Thảo và Tyler Diệp. Đúng là thời gian thấm thoát thôi đưa thưa quý vị. Chúng tôi lại trở lại cùng quý vị trong ngày hôm nay là thứ Năm, 28 tháng 5 năm 2020. Tức là chúng ta đã trải qua gần hết tháng 5 rồi. Đây là cái điều mà ngoảnh đi ngoảnh lại. Mới tuần trước thứ Sáu, ngày mai lại là thứ Sáu nữa. Nhưng mà thời gian trôi mau làm cho mình cảm thấy là mình bận rộn, mình nhiều công việc nhiều hơn. Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục ủng hộ chúng tôi. Và cho đến nay thì cái con số subscriber nó đã lên gần tới 120.000 rồi. Cảm ơn quý vị nhiều lắm. Vâng, thưa quý vị. Và một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị luôn để tin nhắn mỗi ngày. Có khán giả thì để những dòng tin cổ vũ cho ba anh em chúng tôi. Có người thì cũng có những góp ý xây dựng, mà dĩ nhiên có người thì cũng bất bình rằng là đài này không đủ thiên về một hướng này hay là một hướng kia. Tuy nhiên những phần đó chúng tôi sẽ để dành cho chương trình của ngày mai. Trong chương trình hôm nay chúng tôi xin mời quý vị cùng với chúng tôi lượt qua những bản tin liên quan đến con số thất nghiệp mới nhất của tuần trước và những tin về gói cứu trợ số 4 sẽ được điều chỉnh như thế nào, nhất là chương trình cho vay PPP, một số các bản tin liên quan đến loại thuốc antibody, và cuối cùng là những thông tin về những người di dân đang chờ đợi để mà nhập tịch trong kỳ bầu cử này. Tuy nhiên trước hết chúng tôi xin mời quý vị cùng với chúng tôi lượt qua những con số trong ngày hôm nay, bắt đầu với lời chị Thanh Thảo. Thưa quý vị, trên toàn cầu, những người được xác nhận đã nhiễm bệnh COVID-19 là 5.864.503 người, số người tử vong là 360.325 và số người phục hồi là 2.568.151 người. Trong khi đó thì ở Hoa Kỳ, thưa quý vị, con số ngày hôm nay đã lên trên 1.762.315 trường hợp nhiễm bệnh. Tử vong là 103.125, số người phục hồi 495.649 trường hợp. Và tại tiểu bang New York, tính tới ngày hôm nay, thưa quý vị, số người nhiễm bệnh đã lên đến 376.251 người. Số người tử vong là 29.643 người. Các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ, Virginia có 41.401 người nhiễm bệnh, 1.338 người thiệt mạng. Florida có 53.285 người nhiễm bệnh, 2.364 người thiệt mạng. Texas có 59.287 người nhiễm bệnh, 1.606 người thiệt mạng. Và California có 101.945 người nhiễm bệnh và 3.973 người thiệt mạng. Trong khi đó, thì ở miền Bắc California, quận San Francisco, 2.440 trường hợp nhiễm bệnh và 40 trường hợp tử vong. Sacramento, 1.348 trường hợp nhiễm bệnh, 57 trường hợp tử vong. Alameda County, 3.118 trường hợp nhiễm bệnh, 97 trường hợp tử vong. Santa Clara County với thành phố San Jose, 2.688 trường hợp nhiễm bệnh, 142 trường hợp tử vong. Tại Nam California, tính tới ngày hôm nay, thưa quý vị, đã có 1.065 trường hợp nhiễm bệnh tại Ventura County, và tại county này đã có 32 trường hợp tử vong. Tại Los Angeles County đã có tính 48.711 trường hợp nhiễm bệnh, 2.195 trường hợp tử vong. Ở tại San Bernardino có đến 4.914 trường hợp nhiễm bệnh, 190 trường hợp tử vong. Và tại Riverside là 7.252 trường hợp nhiễm bệnh, 320 trường hợp tử vong. Tại San Diego là 7.048 trường hợp nhiễm bệnh, 297 trường hợp tử vong. Và cuối cùng là Orange County với con số trong ngày hôm nay đã lên đến 5.744 trường hợp nhiễm bệnh, 142 trường hợp tử vong. Tại Orange County, những thành phố có đông người Mỹ gốc Việt cư ngụ, Anaheim có 963 người nhiễm bệnh, Costa Mesa 109 người, Fountain Valley 55 người nhiễm bệnh, Garden Grove 311 người, Huntington Beach 331 người, Irvine 185 người, Santa Ana 1.085 người và Westminster 117 người nhiễm bệnh COVID-19. Vâng, thưa quý vị, và đó là một số các cái con số liên quan đến những cái trường hợp nhiễm và đã qua khỏi của COVID-19 trong suốt thời gian vừa qua, ấp cập nhật mới nhất cho đến ngày hôm nay. Và một lần nữa cũng xin nhấn mạnh rằng những con số này sẽ thay đổi từng phút từng giây, và xin đây chỉ là một con số tương đối để chúng ta có thể hình dung ra những gì đang diễn tiến ở bên ngoài mà thôi. Và thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì đề mục đầu tiên chúng tôi mới nhắc đến là số người thất nghiệp tại Mỹ, dù là cao kỷ lục nhưng đã giảm hàng tuần so với tuần trước đó.
Trong tuần vừa qua, có tới 2 triệu 100 ngàn người Mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiên và nâng tổng số người đã xin thất nghiệp tại Mỹ lên trên 40 triệu người. Nếu mà tính theo tỷ lệ thì nó sẽ vào khoảng là 25% người Mỹ bị thất nghiệp. Nhưng mà nếu tính theo hàng tuần thì tuần trước đó có 2 triệu 400 ngàn người khai thất nghiệp, tuần trước nữa là 3 triệu người khai thất nghiệp, có nghĩa là hàng tuần có sự giảm sút, cho nên các nhà kinh tế cho là cái chiều hướng những người xin thất nghiệp đã chạm tới đáy rồi và từ từ cái tình hình này sẽ được cải thiện. Tuy nhiên, bởi vì chúng ta thường thường là tính cái số của tuần trước đó, cho nên trong những tuần sau chúng ta sẽ có những con số khác, nhưng rồi từ từ cái con số này sẽ được cải thiện. Và sau đây mời anh Tyler Diệp bước qua một đề tài khác. Vâng, thưa quý vị, trong ngày hôm nay là ngày thứ năm thì Hạ viện Hoa Kỳ với tỷ số là 417 phiếu thuận, một phiếu chống đã thông qua việc điều chỉnh lại cho các người vay nợ theo chương trình Payroll Protection Program, và luật này đã được dự luật này đã được đưa lên thượng viện để mà cứu xét. Nội dung chính của dự luật nói trên do Hạ viện thông qua nới lỏng cái giới hạn mà các doanh nghiệp nhỏ có thể sử dụng cái số tiền mà họ vay trong cái chương trình này. Luật hiện hành chỉ cho các cơ sở thương mại phải xài hết số tiền này trong vòng 8 tuần lễ. Đề nghị mới này sẽ nới cái thời gian đó ra ít nhất là 24 tuần chứ không phải là 8 tuần nữa, và điều chỉnh lại những cái là những cái formula trước đây, đó là hầu hết 75% của cái số tiền này mà mình mượn được từ chính phủ, 75% mình phải xài vô trong cái vấn đề payroll là lương bổng cho nhân viên. Dự luật của Hạ viện đã hạ cái tiêu chuẩn này xuống từ 75 xuống thành 60 để cho các cơ sở thương mại có thể dùng cái khoản tiền tiết kiệm đó cho những chi phí khác, bao gồm những chi phí mà các cơ sở thương mại phải bỏ ra trong thời gian qua để mà thay đổi lại những cái cách mà gọi là cách ly xã hội, tăng cường các biện pháp vệ sinh trong cơ sở của họ, thưa chị. Vâng, đây là một cái cải tiến mới và tạo nhiều dễ dàng hơn cho các cơ sở thương mại, là vì theo như chủ tịch của ủy ban các doanh nghiệp nhỏ của thượng viện đó, thượng nghị sĩ Marco Rubio, thì ông nói rằng là cái dự luật này nó nhằm để cải thiện một số các cái sơ sót mà cái luật trước đây nó đã áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ. Với cái 417 phiếu thuận trên một phiếu chống thì cái việc thông qua cái dự luật này gồm có 670 tỷ Mỹ Kim thêm nữa để bổ sung vào cái khoản nợ cho các doanh nghiệp nhỏ vay đó, thì nó tạo lên một cái áp lực rất nặng cho phía Thượng viện, là vì là Thượng viện sau khi trở lại sẽ tái nhóm vào thứ hai tuần tới, đầu tuần tới, sau khi cái kỳ nghỉ lễ Memorial Day, thì họ sẽ phải trở lại và phải đối diện với cái việc là quyết định có sẽ được thông qua cái dự luật này hay không. Vì đây là một cái gánh nặng chính trị đối với việc này, là vì nếu như những cái biện pháp mà tạo sự dễ dàng cho các doanh nghiệp nhỏ đã được Hạ viện thông qua, đa số là phía Dân Chủ, mà Thượng viện là đa số Cộng Hòa mà không thông qua, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử sắp tới. Đây là một cái đòn chính trị rất là khôn khéo của phía Dân Chủ trong lúc này, tức là họ đánh đúng cái điểm tâm lý và cái điểm chờ mong của người dân. Thành ra là chúng ta sẽ chờ xem là liệu khi nó đưa lên Thượng viện thì chắc chắn là họ sẽ phải sửa đổi một số ít điều gì đó, nhưng mà nhìn chung là cũng sẽ thông qua cái này để mà đáp ứng được cái nhu cầu của người dân hiện nay, và đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ. Vâng, và chúng ta ai cũng biết là nền kinh tế Hoa Kỳ đã bị khựng lại trong hơn 2 tháng trời. Mọi người đều mong muốn được đi làm trở lại. Cho nên việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ là điều cần thiết, bởi vì 2/3 lực chuyển của nền kinh tế Mỹ là phụ thuộc vào mức chi tiêu của người dân, trong đó có dịch vụ, có mua sắm, có tất cả những cái mà như là entertainment, rồi nhà hàng, những cái dịch vụ của làm đẹp chẳng hạn. Tất cả những cái đó đều liên quan đến nền kinh tế Mỹ, cho nên việc mà chuẩn thuận một cái dự luật như thế này sẽ giúp ích rất nhiều cho nền kinh tế nói chung. Và chúng ta sẽ bước qua một cái đề tài mới ngày hôm nay, đó là theo một cái cuộc nghiên cứu mới thì cái cuộc thử nghiệm antibody, tức là tìm kháng thể trong người của những người đi thử xem kháng thể trong người của mình có kháng thể của COVID-19 hay không, tức là có bị nhiễm vi trùng, vi khuẩn hay không, thì cái cuộc thử nghiệm này cho thấy là cái số người bị bệnh
COVID-19 nó nhiều hơn rất nhiều so với thống kê mà chúng tôi đã đưa lên cho quý vị xem và được công nhận. Đó là bởi vì có rất nhiều người bệnh nhẹ và không có triệu chứng nhiều hoặc là không có triệu chứng. Và nếu mà dựa theo cái tỷ lệ mà của cuộc nghiên cứu này của trường đại học Johns Hopkins á, thì người ta thấy là cái số tỷ lệ tử vong nó sẽ không cao như là hiện nay đang được ước tính khoảng 5%. Cái tỷ lệ thật sự nó chỉ có vào khoảng 0.5% cho tới 1% mà thôi. Ngày hôm nay thì theo bản tin của NPR, tức là National Public Radio, thì người ta cho một bác sĩ, đó là bác sĩ Caitlin Rivers thuộc Đại học Johns Hopkins, đã nói rằng là cái tỷ lệ chết của cái bệnh COVID-19 nó vào khoảng 0.5 cho tới 1%. Mặc dù con số này là thấp như vậy, nó vẫn là một con số đáng nguy hiểm và đáng cẩn thận, chúng ta phải quan tâm tới nó. Nhưng mà nó không có cao như là 5% như là mọi người lo sợ như trước đây. Và ngày hôm chính bác sĩ Rivers còn nói rằng là bác sĩ Anthony Fauci là người giám đốc của cái chương trình về bệnh truyền nhiễm, thì cũng đã nói rằng là ông đã viết lại một cái bài viết, và bài viết này là bài viết về coi như là bình luận của ông. Thì ông viết trên cái báo The New England Journal of Medicine, ông nói rằng là những cái trường hợp tử vong vì COVID-19 nó thấp đáng kể, nó thấp dưới 1%. Và điều này chứng tỏ là nếu mà quý vị nghe là ồ, có càng nhiều người bị nhiễm bệnh, tìm ra là họ có bị bệnh nhưng mà người ta không có một chút triệu chứng nào, càng nhiều người nhiễm bệnh thì càng tốt, bởi vì cái số người nhiễm bệnh càng cao mà số người tử vong thì dĩ nhiên không thay đổi, khiến cho chúng ta cảm thấy bớt lo sợ hơn. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không cẩn thận, không đeo khẩu trang, không đi đâu cũng đứng xa người khác độ 6 feet và không giữ giới hạn đừng đi đâu hết nếu không cần thiết. Chúng ta vẫn phải cẩn trọng, nhưng mà chúng ta không đến nỗi lo sợ và hoang mang quá độ như là đã xảy ra trong vòng độ 9 tuần vừa qua. Qua cái báo cáo này đó thì người ta thấy được một điều rõ ràng là so với những gì mà chúng ta biết trước đây liên quan đến các loại vaccine đó, thì cái trường hợp nghiên cứu loại vaccine này mà người ta lấy thí điểm là của tiểu bang Indiana, và cái vị bác sĩ mà chủ trì cho cái việc nghiên cứu này là ông Neil Menachemy, thì đã lọc lựa ra khoảng 4.600 bệnh nhân lựa chọn bất kỳ để mà có thể lấy những cái thử nghiệm này. Và sau đó thì người ta nghiên cứu dựa trên những cái người này và những cái phản ứng khi mà được tiêm vaccine này vào người, thì người họ đã tiết ra những cái loại kháng thể. Và cuối cùng một cái, tức là cái quá trình của nó sẽ rất nhiều cái giai đoạn, nó cũng tương đối là rắc rối, nhưng mà chúng ta chỉ cần biết được cái kết quả của nó đó, thì cuối cùng hết thì theo như thường người ta nghĩ rằng cái số lượng của nó là chỉ khoảng cao hơn 5% của những người là nhiễm bệnh sau khi được thử nghiệm. Nhưng mà thật sự dựa trên những cái kết quả đó, người ta chỉ rút ra được những cái người mà thật sự nhiễm coronavirus tại tiểu bang Indiana dựa trên cái con số 4.600 đó, nó chỉ có khoảng 0.58%, tức là tương đương với nếu có tính 172 người bệnh nhân thì chỉ có một bệnh nhân là đi đến trường hợp tử vong. Thì đây là cái con số thấp bất ngờ so với các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học liên quan đến cái vấn đề vaccine này. Cho nên họ nói rằng cái vấn đề mà nghiên cứu thêm về cái antibody, cái kháng thể trong người là một cái bước tiến rất là quan trọng cho cái việc nghiên cứu các loại vaccine khác tương tự. Vâng, thưa quý vị, và những ví dụ mà cụ thể hơn đó, lấy cá nhân của Tyler Diệp, chúng tôi không có ngại chia sẻ rằng là vào cái thời gian là giữa tháng 3, Tyler đã bị sốt hết 4 ngày. Và trong cái thời gian đó thì cảm thấy không khỏe nhưng mà cũng vượt qua được. Tuy nhiên trong thời gian đó tới bây giờ cũng đã không có đi mà gọi xét nghiệm là coi là mình có bị dính coronavirus hay không. Và chúng tôi biết rằng là có một người đồng nghiệp làm việc tại thành phố Garden Grove. Ông nói là ông không có bị triệu chứng gì cả nhưng mà ông đi thử cho vui thôi. Thì lại ra là có kháng thể của coronavirus. Tức là đã nhiễm rồi. Đã nhiễm rồi mà hoàn toàn là không có triệu chứng gì cả. Hôm nay từ trên đường ra phi trường thì cái cô mà tài xế lái xe cũng nói là hình như là cổ cảm giác cũng không khỏe vào cuối tháng 3, nhưng mà tới giờ này cũng không có đi thử. Thì cái trường hợp như vậy đã khiến cho, nếu mà chúng ta lấy những cái trường hợp của những người mà đã bệnh nhẹ hay là không có triệu chứng mà đưa họ vô trong cái tổng số mà người nhiễm bệnh mà Hoa Kỳ hay là trường đại học Johns Hopkins University mà hiện nay đang có được đó, mình lấy con số đó, thì nếu mà cộng lại hai con số này mà thực sự biết chính xác thì có lẽ rằng cái con số tổng bệnh, trường hợp bệnh nó sẽ rất là cao và nó sẽ làm cho cái con số gọi là 100.000 người tử vong ở tại Hoa Kỳ, dù rằng là một sinh mạng cũng rất là quý giá, nhưng mà nếu mà đưa vô những người hay là những trường hợp mà chưa có
xét nghiệm mà thực sự đã bệnh rồi đó, thì chúng ta thấy rằng là cái con coronavirus này, như là chị Thanh Thảo đã trình bày lúc ban đầu, nó không có ghê gớm như là chúng ta nghĩ trước đây. Trong cái bản tin này thì họ nói là 45% những người được xét nghiệm được là có bệnh mà lại không có một chút triệu chứng nào hết. Có nghĩa là tất cả tổng số, chúng ta đây là Thanh Thảo chỉ nói dựa trên cái cuộc nghiên cứu này mà thôi, nhưng mà chúng ta cũng có thể giả định lấy 45%, tức là tất cả những con số chúng ta đã có thêm 45% nữa để cho thấy là cái số người bệnh nó sẽ cao hơn nhiều, và cái số người tử vong thì chúng ta đã có chính xác rồi, cho nên tỷ lệ một lần nữa nó sẽ thấp hơn nhiều so với những cái gì mà báo chí đưa ra hoặc là truyền thông đưa ra, bởi vì cái bệnh này nó quá mới, con siêu vi khuẩn quá mới, chúng ta không có ai có kinh nghiệm và không biết phải làm cách nào để đối phó, cho nên chúng ta chỉ có dữ liệu nào thì tung nó ra cho mọi người cùng biết. Nhưng mà càng ngày chúng ta càng thấy cái sự lạc quan là bởi vì thứ nhất, con siêu vi khuẩn này không quá nguy hại. Thứ hai là nhiều người có kháng thể. Nếu có kháng thể thì sau này khoa học đã có một cái phương pháp rất là hay. Họ chọn ra kháng thể nào tốt nhất, rồi họ trộn những kháng thể tốt nhất đó làm thành một cái combination, như nhiều cái cocktail đó. Rồi họ mới dùng cái đó họ chữa cho những bệnh nhân bệnh nặng, và cái phương pháp này rất là hiệu quả, chứ không chỉ có lấy kháng thể của một người nào. Cho nên chúng ta hy vọng càng ngày sẽ càng có nhiều cái tin lạc quan liên quan đến COVID-19. Bây giờ xin mời anh Dũng. Dạ vâng, cũng là một cái tin tức lạc quan khá mà khoa. Xin phép quý vị trước khi mà cho chúng tôi đi tiếp bản tin mới đó, chúng tôi xin một phút thôi để mà có thể complain với cái ông đồng nghiệp Tyler Diệp. Xin ăn hiếp ổng một chút. Quý vị đừng có bên ổng nha. Là vì ổng nói là ổng đó bị 4 ngày mà ổng mệt mỏi mà ổng không hề cho chúng tôi biết. Chúng tôi là người đồng nghiệp ngồi làm việc chung. Và cho đến bây giờ chúng tôi mới biết khi mà ổng nói đến cái câu mà và một người đồng nghiệp của tôi, thì tôi cứ nghĩ là mình. Té ra ổng là một người đồng nghiệp ở tại thành phố Garden Grove. Lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Mà cho tôi complain ổng một chút chỗ này thôi. Cảm ơn quý vị. Cho Thanh Thảo cũng được khai báo. Thanh Thảo cũng bị sốt. Hơi sốt sốt thôi. Một trong tháng 3 nhẹ thôi. Không có nặng gì hết. Chỉ 1-2 ngày xong rồi cũng ở nhà tránh ra, không có gặp ai hết. Tại vì cũng đã bị lệnh cách ly. Xong rồi cũng giống như Tyler Diệp cũng không có nghĩ tới phải đi thử nghiệm. Nhưng mà vì cái chương trình Project Việt Nam, Thanh Thảo cũng đã ghi danh và đã đi thử nghiệm để tìm kháng thể. Thì may quá không có, không phải là vậy, may quá là xui quá là không có kháng thể, chứ nếu có Thanh Thảo đã tặng rồi. Thưa quý vị, bởi vậy cho nên đã nói là cái bệnh này không có triệu chứng, cho người có hay người không có cũng không biết được. Cho nên anh Dũng cũng đừng có la Tyler Diệp, tại vì nhiều khi là Diệp cũng nghe cái tin chưa gì được bình là đó đấy chưa. Dạ vâng, thưa quý vị, nói thôi chứ làm việc chung với ảnh cũng 1.5 tháng rồi, cho nên là nếu mà có nhiễm bệnh hay là thân thể của anh Dũng mà mong manh thì ổng cũng đã bị sốt rồi. Và thưa quý vị, chỉ còn vài phút nữa chúng tôi xin bước qua một tin tức liên quan đến vấn đề coronavirus một lần nữa lại ảnh hưởng đến cách thức bầu cử hay là nền chính trị của quốc gia này, khi mà trong thời gian qua đó có rất nhiều nghi thức làm lễ tuyên thệ cho những công dân mới, những người mà gọi là di dân hợp pháp vô nước Mỹ. Tuy nhiên trong thời gian qua, vì những cái buổi nghi lễ tại những cái tòa án bị hủy bỏ vì đám đông không được tụ tập, cho nên là những người này, cho dù rằng là họ đã có thẻ xanh lâu năm, họ đã đậu những cái bằng gọi là thi quốc tịch, nhưng tới giờ phút này, theo những thống kê của Bộ Nội an Hoa Kỳ, đã có hơn 860.000 người hiện nay đang có thẻ xanh chờ tuyên thệ vô nhập quốc tịch để mà bầu cử, để mà tham gia vào cuộc bầu cử vào tháng 11 của năm nay. Nhưng mà họ nói rằng là vì coronavirus, họ không có làm lễ tuyên thệ vô quốc tịch được. Và như vậy, chẳng khác gì là họ không có cơ hội để mà tham gia vô một cái cuộc bầu cử mà chắc chắn là sẽ gây rất nhiều cái sự tranh cãi trong những tháng tới đây. Vâng, thưa quý vị, những giây phút cuối thì chúng tôi xin đưa lên cái bản tin mà hồi nãy chúng tôi nói cũng rất là vui, liên quan đến các test thử nghiệm đó. Thì FDA vừa chuẩn thuận một cái sự khẩn cấp dành cho trao quyền cho Quest Diagnostics, là đây là một cái chuỗi lab, chuỗi phòng thí nghiệm chuyên thử nghiệm các cái loại mẫu bệnh phẩm từ bệnh nhân, chẳng hạn thử máu, thử nước tiểu này kia, chúng ta đều biết, chắc là nhiều quý vị cũng biết Quest. Thì đây FDA đã trao cho họ cái quyền là cho người dân nào muốn thử nghiệm thì người dân đó có thể lấy cái mẫu từ trong người của mình tại nhà
và sau đó gửi cái mẫu bệnh phẩm này đến cho phòng lab Quest và họ sẽ cho chúng ta cái kết quả sau đó. Thì đây là một cái việc làm mà nó sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn nữa. Và Quest, hệ thống Quest thì họ nói là họ sẽ hứa là họ sẽ cung cấp khoảng 500 liều test này đầu tiên. 500 ngàn. Vâng, để cho có thể đáp ứng được những cái số nhu cầu này trong thời gian sắp tới. Và đây cũng là một cái tin vui. Chúng ta có thể, nếu cần thì chúng ta liên lạc thẳng với Quest thì họ sẽ gửi cái kit đến cho mình. Rồi mình ở nhà mình chỉ làm đúng theo chỉ dẫn của họ là cách thức lấy thế nào, quẹt que vào mũi như thế nào đó, rồi bỏ lại vào trong hộp, đóng kín lại rồi gửi lại cho họ. Thì họ sẽ gửi cho chúng ta kết quả sau đó. Đây là gì? Đó cũng là một tin vui phải không ạ? Chúng ta còn tin gì nữa không? Hết rồi. Hết rồi phải không? Vâng, như vậy thì cũng vừa hết giờ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình hội luận hàng ngày của Đài Vietfest TV, những sự kiện về COVID-19 với anh Dũng, Thanh Thảo và Thái Lê Diệp. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai của chúng tôi. Xin thân ái kính chào tạm biệt. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietfest TV.